Đây là bài Nội Chú Thiên bước 2, là bài kiện bổ và tăng cường chức năng cho tạng và phủ. Thực chất của bài này là kích tạng để thông phủ, để chữa bệnh ở phủ. Ở phủ là chính, chữa bệnh ở phủ là chính. Chúng ta vào bài. Bước thứ nhất là bước khởi động, bước thư giãn để khí được lưu thông trong cơ thể được dễ dàng hơn. Tập trung tư tưởng, tập trung tư tưởng, tập trung tư tưởng, điều hòa hô hấp, điều hòa hô hấp. Hơi thở sâu, đều, chậm, hơi thở sâu, đều, chậm, tập trung tư tưởng, tập trung tư tưởng. Bây giờ từ từ hít thật sâu xuống bụng dưới, quán ở bụng dưới, rồi từ từ thở ra, quán khí loan tỏa khắp cơ thể. Quán khí loan tỏa khắp cơ thể. Lặp lại. Từ từ hít thật sâu xuống bụng dưới, quán ở bụng dưới, rồi từ từ thở ra, quán khí loan tỏa khắp cơ thể. Quán khí loan tỏa khắp cơ thể. Lặp lại một lần nữa. Từ từ hít thật sâu xuống bụng dưới, quán ở bụng dưới, rồi từ từ thở ra, quán khí loan tỏa khắp cơ thể. Quán khí loan tỏa khắp cơ thể. Bước thứ hai là bước nhập khí, là để phân bố lại lớp hào quang xung quanh cơ thể và đồng thời để có khí cảm được tốt hơn. Từ từ hít thật sâu xuống bụng dưới, nén lại, đếm 6 đếm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rồi từ từ thở ra, quán khí loan tỏa khắp cơ thể, loan xuống hai tay, loan xuống hai chân, điều hòa hô hấp trở lại, điều hòa hô hấp trở lại. Lặp lại, từ từ hít thật sâu xuống bụng dưới, nén lại, đếm 6 đếm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rồi từ từ thở ra, quán khí loan tỏa khắp cơ thể, loan xuống hai tay, loan xuống hai chân, điều hòa hô hấp trở lại. Một lần nữa, từ từ hít thật sâu xuống bụng dưới, nén lại, đếm 6 đếm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rồi từ từ thở ra, quán khí loan tỏa khắp cơ thể, loan xuống hai tay, loan xuống hai chân, điều hòa hô hấp trở lại, điều hòa hô hấp trở lại. Lúc này lắng nghe cảm giác khí nóng tê chạy khắp cơ thể. Lắng nghe cảm giác khí nóng tê chạy khắp cơ thể. Bước thứ ba là bài đan điền công. Chúng ta nên làm vài lần bài đan điền công để chân khí được sinh ra dồi dào ở đan điền. Nhớ áp lưỡi vào hàm trên. Nhớ áp lưỡi vào hàm trên. Tập trung bách hội, tập trung bách hội, bách hội thu khí, bách hội thu khí, bách hội nóng lên, nóng lên. Từ từ hít bộ luồng thiên khí từ tính cao vào bách hội, đi xuống theo mạch nhâm, tụ lại đan điền, nén lại ra lệnh. Đan điền sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, đan điền sinh chân khí, sinh chân khí. Đan điền nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra, quán dồn khí nóng từ đan điền đi xuống hồi âm, đi qua trường cường, đi lên theo cuộc sống, tụ lại ở mệnh môn một chút, rồi tiếp tục đi lên tụ lại ở ngọc chấm một chút, rồi lên tụ lại ở bách hội. Ngưng thở ra lệnh, bách hội xả hơi khí, 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 điều hòa hô hấp trở lại, điều hòa hô hấp trở lại, ổn định nhịp tim, thư giãn toàn bộ cơ thể, thư giãn toàn bộ cơ thể. Chúng ta lặp lại. Từ từ hít một luồng thiên khí từ tính cao vào bách hội, đi xuống theo mạch nhâm, tụ lại ở đan điền, nén lại ra lệnh. Đan điền sinh chân khí, đan điền sinh chân khí, 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 đan điền nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra, quán dồn khí nóng từ đan điền đi xuống hồi âm, rồi đi qua trường cường, đi lên theo cuộc sống, tụ lại mệnh môn một chút,
Tiếp tục đi lên tụ lại ở ngập chủng một chút, rồi lên tụ ở Bách Hội. Nhưng thở ra lệnh, Bách Hội xả hơi khí, 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 điều hòa hô hấp trở lại, ổn định nhịp tim, thư giãn toàn bộ cơ thể, thư giãn toàn bộ cơ thể. Lặp lại một lần nữa, từ từ hít một luồng thiên khí từ trên cao vào Bách Hội, đi xuống thành mạch nhâm rồi tụ lại ở đan điền, nén lại ra lệnh đan điền sinh chân khí, đan điền sinh chân khí, 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 rồi đan điền nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra quán dồn khí nóng từ đan điền đi xuống hồi âm, đi qua trường cường, đi lên ra cuộc sống, tụ lại mình môn một chút. Tiếp tục đi lên tụ lại ở ngập chổng một chút, rồi lên tụ ở Bách Hội. Ngưng thở ra lệnh, Bách Hội xả hơi khí, 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 điều hòa hô hấp trở lại, ổn định nhịp tim, thư giãn toàn bộ cơ thể, thư giãn toàn bộ cơ thể. Bây giờ là bước thứ tư, tăng cường chức năng cho phế và đại tràng. Tăng cường chức năng cho tạng phế và đại tràng. Nhớ áp lưỡi vào hàm trên. Tập trung Bách Hội, tập trung Bách Hội, Bách Hội thư khí, Bách Hội thư khí. Từ từ hít một luồng thiên khí, từ tính cao vào Bách Hội, đi xuống theo mạch nhâm, tụ lại ở đan điền. Nếu lại ra lệnh, đan điền sinh chân khí, đan điền sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, đan điền nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra, quán dồn khí nóng từ đan điền đi lên, tụ lại ở phía trái, rồi qua tụ lại ở phía phải. Nếu lại ra lệnh, phế sinh phế khí, 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 phế nóng lên, nóng lên. Từ từ hít vào, quán dồn phế khí xuống tụ ở đại tràng. Nếu lại ra lệnh, đại tràng sinh đại tràng khí, 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 đại tràng nóng lên, nóng lên. Rồi từ từ thở ra, quán dồn hư khí đại tràng xuống xả ở hai chân. Ngưng thở ra lệnh, hai chân xả hơi khí đại tràng, 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 để cái này điều hòa hô hấp trở lại, điều hòa hô hấp trở lại, thư giãn toàn bộ cơ thể, thư giãn toàn bộ cơ thể. Lặp lại ba lần nữa, luyện mỗi ngày khoảng 1-2 tháng. Từ từ hít một luồng thiên khí trị tinh cao vào Bách Hội, đi xuống theo mạch nhâm tự lại đan điền. Nhấn lại ra lệnh, đan điền sinh chân khí, đan điền sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, đan điền nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra, quán dồn khí nóng từ đan điền đi lên, tụ lại ở phía trái, rồi qua tụ lại ở phía phải. Nhấn lại ra lệnh, phế sinh phế khí, 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 phế sinh khí, phế nóng lên, nóng lên. Từ từ hít vào, quán dồn khí phế xuống tụ ở đại tràng. Ném lại ra lệnh, đại tràng sinh đại tràng khí, 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 đại tràng nóng lên, nóng lên. Rồi từ từ thở ra, quán dồn hư khí của đại tràng xuống xả ở hai chân. Ngưng thở ra lệnh, hai chân xả hư khí đại tràng, 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 điều hòa hô hấp trở lại, ổn định nhịp tim, thư giãn toàn bộ cơ thể, thư giãn toàn bộ cơ thể. Lặp lại một lần nữa, từ từ hít một luồng thiên khí từ trên cao vào Bách Hội, đi xuống theo mạch nhâm, rồi tụ lại ở đan điền. Nén lại ra lệnh, đan điền sinh chân khí, đan điền sinh chân khí, 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 đan điền nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra, quán dồn khí nóng từ đan điền đi lên, tụ lại ở phía trái, rồi qua tụ lại ở phía phải. Nén lại ra lệnh, phế sinh phế khí, 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 phế nóng lên, nóng lên. Từ từ hít vào, quán dồn khí phế xuống tụ lại ở đại tràng.
nén lại ra lệnh: đại trường sinh đại trường khí, 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 đại trường, nóng lên nóng lên. Rồi từ từ thở ra, quán dồn hư khí của đại trường xung xả ở hai chân. Nhưng thở ra lệnh: hai chân xả hư khí đại trường, 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 điều hòa hô hấp trở lại, ổn định nhịp tim, thư giãn toàn bộ cơ thể, thư giãn toàn bộ cơ thể. Nếu đại trường bị bệnh, nếu có bệnh ở đại trường thì làm từ 1 đến 12 lần hoặc đến 16 lần, luyện mỗi ngày cho đến hết bệnh, khoảng 3 tháng hoặc lâu hơn nữa. Bây giờ tăng cường chức năng cho tạng tỳ trụy, chức năng cho tạng tỳ trụy với vị, vị là bao tử. Từ từ hít một luồng thiên khí từ trên cao vào bách hội, đi xuống theo mệnh dung tụ lại ở đan điền. Nếu lại ra lệnh: đan điền xin chân khí, đan điền xin chân khí, xin chân khí, xin chân khí, xin chân khí, đan điền, nóng lên nóng lên. Từ từ thở ra, quán dồn khí nóng từ đan điền đi lên tụ lại ở tỳ trụy. Nén lại ra lệnh: tỳ trụy sinh tỳ trụy khí, 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 tỳ trụy, nóng lên nóng lên. Từ từ hít vào, quán dồn khí nóng từ tỳ trụy qua tụ lại ở vị. Nén lại ra lệnh: vị sinh vị khí, 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 vị, nóng lên nóng lên. Thì từ thở ra, quán dồn hư khí vị xuống xả ở hai chân. Nhưng thở ra lệnh: hai chân xả hư khí vị, 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 điều hòa hô hấp trở lại, ổn định nhịp tim, thư giãn toàn bộ cơ thể, thư giãn toàn bộ cơ thể. Chúng ta lặp lại hai lần nữa, luyện mỗi ngày khoảng 1-2 tháng. Từ từ hít một luồng thiên khí từ đỉnh cao vào bách hội, đi xuống theo mệnh nhâm tụ lại ở đan điền. Nén lại ra lệnh: đan điền xin chân khí, đan điền xin chân khí, 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 đan điền, nóng lên nóng lên. Từ từ thở ra, quán dồn dồn khí nóng từ đan điền đi lên tụ lại ở tỳ trụy. Nhắn lại ra lệnh: tỳ trụy sinh tỳ trụy khí, 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 tỳ trụy, nóng lên nóng lên. Từ từ hít vào, quán dồn khí nóng từ tỳ trụy qua tụ lại ở vị. Nhắn lại ra lệnh: vị sinh vị khí, 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 vị, nóng lên nóng lên. Từ từ thở ra, quán dồn hư khí vị xuống xả ở hai chân. Nhưng thở ra lệnh: hai chân xả hư khí vị, 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 điều hòa hô hấp trở lại, ổn định nhịp tim, thư giãn toàn bộ cơ thể, thư giãn toàn bộ cơ thể. Nếu vị bị bệnh, nếu có bệnh ở vị thì làm từ 1 đến 12 lần hoặc 16 lần, luyện mỗi ngày cho đến hết bệnh, khoảng 3 tháng hoặc lâu hơn nữa. Bây giờ tăng cường chức năng cho tạng tâm, tâm là tim, với tiểu trường. Từ từ hít một luồng thiên khí từ trên cao vào bách hội, đi xuống theo mệnh nhâm tụ lại đan điền. Ném lại ra lệnh: đan điền xin chân khí, đan điền xin chân khí, xin chân khí, xin chân khí, xin chân khí, đan điền, nóng lên nóng lên. Từ từ thở ra, quán dồn khí nóng từ đan điền đi lên tụ lại ở tâm. Ném lại ra lệnh: tâm sinh tâm khí, 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 tâm nóng lên nóng lên. Từ từ hít vào, quán dồn tâm khí xuống tụ ở tiểu trường. Nén lại ra lệnh: tiểu trường sinh tiểu trường khí, 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 tiểu trường, nóng lên nóng lên. Từ từ thở ra, quán dồn hư khí tiểu trường đi xuống xả ở hai chân. Nhưng thở ra lệnh: hai chân xả hư khí tiểu trường, 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 điều hòa hô hấp trở lại, ổn định nhịp tim,
Thư giãn toàn bộ cơ thể, thư giãn toàn bộ cơ thể. Chúng ta lặp lại. Từ từ hít một luồng thiên khí từ trên cao vào với thổ đi xuống theo mệnh nhâm từ lại ở đan điền. Nén lại ra lệnh đan điền sinh chân khí, đan điền sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí đan điền. Nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra quán dồn khí nóng từ đan điền đi lên tụ lại ở tâm. Nhắn lại ra lệnh tâm sinh tâm khí, tâm sinh tâm khí, tâm sinh tâm khí, tâm sinh tâm, nóng, nóng lên, nóng lên. Từ từ hít vào quán dồn tâm khí xuống tụ ở tiểu trường. Nhắn lại ra lệnh tiểu trường sinh tiểu trường khí, 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 tiểu trường nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra quán dồn hư khí tiểu trường đi xuống xả ở hai chân. Ngưng thở ra lệnh hai chân xả hư khí tiểu trường, 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 xả hư khí tiểu trường. Điều hòa hô hấp trở lại, ổn định nhịp tim, thư giãn toàn bộ cơ thể, thư giãn toàn bộ cơ thể. Chúng ta lặp lại một lần nữa, luyện mỗi ngày khoảng 1-2 tháng. Từ từ hít một luồng thiên khí từ trên cao vào bách hộ đi xuống theo mạch nhâm từ lại ở đan điền. Nếu lại ra lệnh đan điền sinh chân khí, đan điền sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, đan điền nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra quán dồn khí nóng từ đan điền đi lên tụ lại ở tâm. Nén lại ra lệnh tâm sinh tâm khí, 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 tâm nóng lên, nóng lên. Từ từ hít vào quán dồn tâm khí xuống tụ ở tiểu trường. Nén lại ra lệnh tiểu trường sinh tiểu trường khí, 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 tiểu trường nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra rồi quán dồn hư khí tiểu trường đi xuống xả ở hai chân. Ngưng thở ra lệnh hai chân xả hư khí tiểu trường, 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 xả hư khí tiểu trường. Điều hòa hô hấp trở lại, ổn định nhịp tim, thư giãn toàn bộ cơ thể, thư giãn toàn bộ cơ thể. Nếu tiểu trường bị bệnh thì làm từ 1 đến 12 lần hoặc 16 lần, luyện mỗi ngày cho đến hết bệnh khoảng 3 tháng hoặc lâu hơn nữa. Bây giờ tăng cường chức năng cho tạng thận với bàng quang. Tăng cường chức năng cho tạng thận với bàng quang. Từ từ hít một luồng thiên khí từ trên cao vào bách hội đi xuống theo mạch nhâm rồi tụ lại ở đan điền. Nén lại ra lệnh đan điền sinh chân khí, đan điền sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, đan điền nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra quán dồn cái nóng từ đan điền đi lên tụ lại ở thận trái rồi qua tụ lại ở thận phải. Nén lại ra lệnh thận sinh thận khí, 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 thận nóng lên, nóng lên. Từ từ hít vào quán dồn thận khí xuống tụ ở bàng quang. Nén lại ra lệnh bàng quang sinh bàng quang khí, 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 bàng quang nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra quán dồn hư khí bàng quang xuống xả ở hai chân. Ngưng thở ra lệnh hai chân xả hư khí bàng quang, 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 xả hư khí bàng quang. Điều hòa hô hấp trở lại, ổn định nhịp tim, thư giãn toàn bộ cơ thể, thư giãn toàn bộ cơ thể. Chúng ta lặp lại. Từ từ hít một luồng thiên khí từ trên cao vào bách hội đi xuống cái mệnh nhâm rồi tụ lại ở đan điền. Nén lại ra lệnh đan điền sinh chân khí, đan điền sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, đan điền nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra quán dồn khí nóng từ đan điền đi lên tụ lại ở thận trái rồi qua tụ lại ở thận phải. Nhắm lại ra lệnh thận sinh thận khí, 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 thận nóng lên, nóng lên. Từ từ hít vào quán dồn thận khí xuống tụ ở bàng quang. Nhắm lại ra lệnh bàng quang sinh bàng quang khí,
Bàng quan sinh bàng quan khí. Nóng lên nóng lên. Từ từ thở ra quán, dồn hư khí bàng quan xuống xả ở hai chân. Nén lại, ngưng thở ra lệnh. Hai chân xả hư khí bàng quan, 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 xả hư khí bàng quan. Điều hòa hô hấp trở lại. Điều hòa hô hấp trở lại. Ổn định nhịp tim. Thư giãn toàn bộ cơ thể. Thư giãn toàn bộ cơ thể. Lặp lại một lần nữa, luyện mỗi ngày khoảng 1-2 tháng. Từ từ hít một luồng thiên khí từ trên cao và bát hộ đi xuống theo mạch nhâm tụ lẻ đan điền. Nén lại ra lệnh, đan điền sinh chân khí, đan điền sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, đan điền nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra, quán dùng cái nấm từ đan điền lên tụ lại ở thận trái, rồi qua tụ lại ở thận phải. Nén lại ra lệnh, thận sinh thận khí, 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 thận nóng lên, nóng lên. Từ từ hít vào quán dồn thận khí xuống tụ ở bàng quan. Nén lại ra lệnh, bàng quan sinh bàng quan khí, 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 bàng quan nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra quán dồn hư khí bàng quan xuống xả ở hai chân. Ngưng thở ra lệnh, hai chân xả hư khí bàng quan. Xả hơi khí bàng quan, xả hơi khí bàng quan, xả hơi khí bàng quan, xả hơi khí bàng quan. Điều hòa hô hấp trở lại. Ổn định nhịp tim. Thư giãn toàn bộ cơ thể, thư giãn toàn bộ cơ thể. Nếu bàng quan bị bệnh, nếu có bệnh ở bàng quan thì làm từ 1 đến 12 lần hoặc 16 lần. Luyện mỗi ngày cho đến hết bệnh. Điện khoảng 3 tháng hoặc lâu hơn nữa càng tốt. Bây giờ tăng cường chức năng cho tặng tâm bào với tam tiêu. Tăng cường chức năng cho tặng tâm bào với tam tiêu. Từ từ hít bộ luồng thiên khí từ tính cao vào bách hộ đi xuống theo mạch nhâm tụ lại ở đan điền. Nén lại ra lệnh, đan điền sinh chân khí, đan điền sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, đan điền nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra quán dồn khí nóng từ đan điền đi lên tụ lại ở tâm bào. Nén lại ra lệnh, tâm bào sinh tâm bào khí, 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 tâm bào nóng lên, nóng lên. Từ từ hít vào quán dồn tâm bào khí vào thượng tiêu, rồi vào trung tiêu, rồi vào hạ tiêu. Nén lại ra lệnh, tam tiêu sinh khí tam tiêu, 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 tam khí tam tiêu, tam tiêu, tam tiêu nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra quán dồn hư khí tam tiêu xuống xả ở hai chân. Nhưng thở ra lệnh, hai chân xả hư khí tam tiêu, 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 xả hư khí tam tiêu. Điều hòa hô hấp trở lại. Ổn định nhịp tim, thư giãn toàn bộ cơ thể, thư giãn toàn bộ cơ thể. Chúng ta lặp lại, từ từ hít vào luồng thiên khí từ tính cao vào bách hội đi xuống theo mạch nhâm rồi tụ lại ở đan điền. Nén lại ra lệnh, đan điền sinh chân khí, đan điền sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, đan điền nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra quán dồn khí nóng từ đan điền đi lên tụ lại ở tâm bào. Nén lại ra lệnh, tâm bào sinh tâm bào khí, 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 tâm bào nóng lên, nóng lên. Từ từ hít vào quán dồn tâm bào khí vào thượng tiêu, rồi vào trung tiêu, rồi vào hạ tiêu. Nén lại ra lệnh, tâm tiêu sinh tâm tiêu khí, 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 tâm tiêu nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra, quán dồn hư khí tam tiêu xuống xả ở hai chân.
Ngưng thở ra lệnh, hai chân xả hư tâm tiêu, hai chân xả hư khí tâm tiêu, 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 điều hòa hô hấp trở lại. Ổn định nhịp tim, thư giãn toàn bộ cơ thể, thư giãn toàn bộ cơ thể. Lặp lại một lần nữa, luyện mỗi ngày khoảng 1-2 tháng. Từ từ hít một luồng thiên khí từ trên cao vào bát nội đi xuống theo mạch nhâm rồi tụ lại ở đan điền. Nén lại ra lệnh đan điền sinh chân khí, 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 đan điền nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra quán dồn khí nóng từ đan điền đi lên tụ lại ở tâm bào. Nén lại ra lệnh tâm bào sinh tâm bào khí. Tâm bào sinh tâm bào khí, 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 tâm bào nóng lên nóng lên. Từ từ hít vào quán dồn tâm bào khí vào thượng tiêu, rồi vào trung tiêu, rồi vào hạ tiêu. Nén lại ra lệnh tâm tiêu sinh tâm tiêu khí, 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 tâm sinh sinh tâm tâm tiêu khí, tâm tiêu nóng lên nóng lên. Từ từ thở ra, rồi quán dồn hư khí tâm tiêu xung xả ở hai chân. Ngưng thở ra lệnh, hai chân xả hư khí tâm tiêu, 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 xả hư khí tâm tiêu. Điều hòa hô hấp trở lại. Ổn định nhịp tim. Thư giãn toàn bộ cơ thể. Thư giãn toàn bộ cơ thể. Nếu có bệnh ở tâm tiêu thì làm từ 1 đến 12 lần hoặc 16 lần. Luyện mỗi ngày cho đến hết bệnh, khoảng 3 tháng hoặc lâu hơn nữa càng tốt. Bây giờ tăng cường chức năng cho tạng gan với đờm. Đờm là mật. Từ từ hít một luồng thiên khí từ tính cao vào bát hội đi xuống theo mệnh nhân tụ lại ở đan điền. Nén lại ra lệnh đang điện sinh chân khí, sinh chân khí đang điện sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, đang điện nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra quán dồn khí nóng từ đang điện đi lên tụ lại ở gan. Gan sinh gan khí, gan sinh gan khí, gan sinh gan khí, gan sinh gan khí, gan sinh khí, gan sinh gan, nóng lên, nóng lên. Từ từ hít vào quán dồn gan khí đi qua tụ lại ở đẫm. Nhấn lại ra lệnh đẫm sinh đẫm khí, 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 đẫm nóng lên nóng lên. Từ từ thở ra rồi quán dồn hư khí đẫm xuống xả ở chân phải. Ngưng thở ra lệnh chân phải xả hư khí đẫm, xả hư khí đẫm, xả hư khí đẫm, xả hư khí đẫm, xả hư khí đẫm. Điều hòa hô hấp trở lại. Ổn định nhịp tim. Thư giãn toàn bộ cơ thể, thư giãn toàn bộ cơ thể. Lặp lại, từ từ hít một luồng thiên khí từ trên cao vào bát hội đi xuống theo mệnh nhâm tụ lại ở đan điền. Nén lại ra lệnh đan điền sinh chân khí, đan điền sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, đan điền nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra quán dồn khí nóng từ đan điền đi lên tụ lại ở gan. Nhắn lại ra lệnh gan sinh nhân khí, 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 gan nóng lên, nóng lên. Từ từ hít vào quán dồn gan khí đi qua tụ lại ở đẫm. Nén lại ra lệnh đẫm sinh đẫm khí, 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 đẫm nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra rồi quán dồn hư khí đẫm đi xuống xả ở chân phải. Ngưng thở ra lệnh chân phải xả hư khí đẫm, chân phải xả hư khí đẫm, xả hư khí đẫm, xả hư khí đẫm, xả hư khí đẫm. Điều hòa hô hấp trở lại. Ổn định nhịp tim. Thư giãn toàn bộ cơ thể, thư giãn toàn bộ cơ thể. Lặp lại một lần nữa, luyện mỗi ngày khoảng 1-2 tháng. Từ từ hít một luồng thiên khí từ tính cao vào bát hội đi xuống theo mạch nhâm tụ lại ở đan điền.
Nếu lại ra lệnh đang điện xin chân khí, 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 đang điện nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra quán, dùng khí nóng từ đang điện đi lên tụ lại ở gan. Nếu lại ra lệnh gan xin chân khí, 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 gan xin khí, gan nóng lên, nóng lên. Từ từ hít vào rồi quán, dồn gan khí đi qua tụ lại ở đờm. Nhắm lại ra lệnh đẫm sinh đẫm khí, 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 đẫm nóng lên, nóng lên. Rồi từ từ thở ra quán, dồn hư khí đẫm đi xuống xả ở chân phải. Nhưng thở ra lệnh chân phải xả hư khí đẫm, chân phải xả hư khí đẫm, xả hư khí đẫm, xả hư khí đẫm, xả hư khí đẫm, điều hòa hô hấp trở lại, điều hòa hô hấp trở lại, ổn định nhịp tim, thư giãn toàn bộ cơ thể, thư giãn toàn bộ cơ thể. Nếu có bệnh ở đẫm, nếu đẫm có bệnh thì làm từ 1 đến 12 lần hoặc 16 lần luyện mỗi ngày cho đến hết bệnh, khoảng 3 tháng hoặc lâu hơn nữa. Bây giờ là bước kết thúc. Chúng ta nên làm 2 lần bài đăng điền công. Tập trung ở bách hội, bách hội thu khí, bách hội thu khí. Từ từ hít một luồng thiên khí từ trên cao vào bách hội, đi xuống trên bạch nhâm, rồi tụ lại ở đan điền. Nén lại ra lệnh đan điền sinh chân khí, đan điền sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí đan điền. Nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra quán, dồn cái nóng từ đan điền đi xuống hội âm, rồi đi qua trường cường, đi lên theo cuộc sống tụ lại ở mệnh môn một chút. Tiếp tục đi lên tụ lại ở ngọc chẩm một chút, rồi lên tụ lại ở bách hội. Nhưng thở ra lệnh bách hội xả hư khí, 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 điều hòa hô hấp trở lại, ổn định nhịp tim, thư giãn toàn bộ cơ thể, thư giãn toàn bộ cơ thể. Một lần nữa, từ từ hít một luồng thiên khí từ trên cao vào bách hội, đi xuống theo bạch nhâm tụ lại ở đan điền. Nén lại ra lệnh đan điền sinh chân khí, đan điền sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, sinh chân khí, đan điền nóng lên, nóng lên. Từ từ thở ra quán, dồn cái nóng từ đan điền đi xuống hội âm, rồi đi qua trường cường, đi lên theo cột sống tụ lại ở mệnh môn một chút, rồi đi lên tụ lại ở ngọc chẩm một chút, rồi lên tụ lại ở bách hội. Nhưng thở ra lệnh bách hội xả hư khí, 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 điều hòa hô hấp trở lại, ổn định nhịp tim, thư giãn toàn bộ cơ thể, thư giãn toàn bộ cơ thể. Bước kết thúc, tập trung tư tưởng, tập trung tư tưởng. Quán tưởng một luồng thanh khí mát mẻ từ trên cao xuống bao trùm khắp cơ thể. Quán tưởng một luồng thanh khí mát mẻ từ trên cao xuống bao trùm khắp cơ thể. Đưa cơ thể vào trạng thái yên tĩnh, thanh thản, nhẹ nhàng. Đưa cơ thể vào trạng thái yên tĩnh, thanh thản, nhẹ nhàng. Một luồng thanh khí mát mẻ, yên tĩnh, thanh thản, nhẹ nhàng vận chuyển khắp cơ thể. Cơ thể dần dần ổn định trở lại. Cơ thể dần dần ổn định trở lại. Tập trung tư tưởng, điều hòa hô hấp. Tập trung tư tưởng, điều hòa hô hấp. Từ từ dừng lại, từ từ dừng lại. Các bạn nhớ xoa bụng 36 lần rồi 24 lần, xoa mặt vài lần rồi kéo tay xuống vài lần. Chúc các bạn thành công.